Bất bại chiến thần, Dương Thanh. Tập 36. Nhưng ngay sau đó, một bóng người lại xông tới với vẻ mặt hoảng sợ, chủ gia tộc, bà chủ Diệp Mạn của nhà họ Diệp tới rồi, nói là nhà họ Tống ra tay với con rể họ, bắt nhà họ Tống phải có lời giải thích. Giọng người này còn chưa dứt, liền có người khác xông vào, chủ gia tộc, ông chủ Hoàng Thiên Hành của nhà họ Hoàng tới, nói rằng Dương Thanh là bạn chí cốt của họ. Nhà họ Tống dám ra tay với Dương Thanh thì tức là chống đối với nhà họ Hoàng. Dầm. Liên tiếp chủ của 3 trong 8 gia tộc lớn ở Yến Đô đều đích thân tới đây, hơn nữa đều là vì Dương Thanh. Trong đầu Tống Thanh Sơn đột nhiên nổ vang, vẻ mặt không thể tin nổi. Nếu chỉ là một gia tộc Vũ Văn thôi thì nhà họ Tống không chút kiêng dè, nhưng bây giờ, 3 gia tộc lớn trong 8 gia tộc ở Yến Đô đã cùng nhau tới đây. Nhìn ra khắp chiêu châu này. Ai có tư cách khiến cho chủ của 3 gia tộc lớn thuộc 8 gia tộc kia phải đích thân tới đây cơ chứ? Thế mà Dương Thanh lại làm được. Tống Thanh Sơn ngẩn ra trong chốc lát, rồi vội vàng đứng dậy chạy ra ngoài. Khi bước ra khỏi biệt thự, lão ta nhìn thấy trước mặt là một đám đông đen xì, chia thành 3 phe. Và người đứng đầu mỗi phe là ông chủ Vũ Văn Cao Dương của gia tộc Vũ Văn, bà chủ Diệp Mạn của nhà họ Diệp, ông chủ Hoàng Thiên Hành của nhà họ Hoàng. Điều khiến Tống Thanh Sơn kinh ngạc hơn nữa là lúc này các vệ sĩ của nhà họ Tống đều đã ngã xuống đất, thậm chí họ còn không có sức để đứng dậy. Ông chủ Vũ Văn, bà chủ Diệp, ông chủ Hoàng, sao mọi người lại tới đây? Sao đến nhà họ Tống chúng tôi cũng không đánh tiếng trước để chúng tôi sớm có sự chuẩn bị, tiếp đãi cho chu đáo? Tống Thanh Sơn cười ha hả nói như không hề nhìn thấy đám vệ sĩ đã ngã xuống đất. Vũ Văn Cao Dương cười khẩy, ông chủ Tống không cần nói nhảm nhiều như vậy. Lý do vì sao hôm nay chúng tôi đến đây, có lẽ ông rất rõ mà, phải không? Diệp Mạn và Hoàng Thiên Hành cũng lạnh lùng nhìn Tống Thanh Sơn, không hề nể mặt. Tống Thanh Sơn chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu, nhưng trước mắt lão ta là 3 gia tộc lớn cùng đẳng cấp với nhà họ Tống, hơn nữa họ còn liên thủ lại với nhau đến đây đều là vì một người thanh niên. Nếu như lão ta thực sự chống đối lại với họ, e rằng hôm nay chính là ngày tàn của nhà họ Tống. Ông chủ Vũ Văn, tôi không biết Dương Thanh là con trai của cậu, nếu sớm biết, chắc chắn tôi sẽ không đối phó với cậu ta. Tống Thanh Sơn miễn cưỡng cười, chua xót nói. Không biết. Diệp Mạn giễu cợt, nhà họ Tống các ông là lũ ngu ngốc hay sao? Trước khi ra tay, không biết điều tra thân phận của đối phương à? Hoàng Thiên Hành cũng lập tức nói. Hôm nay tôi cũng sẽ nói luôn ở đây, nếu như nhà họ Tống dám động đến một sợi lông của cậu Thanh, cho dù nhà họ Hoàng có đem cả gia tộc ra liều mình cũng phải khiến nhà họ Tống phải trả giá. Cho dù là Vũ Văn Cao Dương, Diệp Mạn hay Hoàng Thiên Hành, đối với Tống Thanh Sơn mà nói, đó đều là một mối đe dọa rất lớn. Trán lão ta toát mồ hôi lạnh, lúc này lão ta mới nhận ra mình đã đánh giá thấp thân phận của Dương Thanh, hơn nữa còn là cái kiểu rất xem thường. Lão ta chỉ biết rằng Dương Thanh là con trai bị bỏ rơi của nhà Vũ Văn, nhưng lại không biết rằng Dương Thanh là con trai của Vũ Văn Cao Dương, càng không biết Dương Thanh là con rể của Diệp Mạn. Hơn nữa, nghe giọng điệu của Hoàng Thiên Hành, lão ta còn gọi Dương Thanh là cậu Thanh, hơn nữa còn thể hiện rất rõ thái độ, điều này làm cho Tống Thanh Sơn càng thêm bối rối. Nhưng mà, nếu hôm nay lão ta thật sự cúi đầu, thì tương lai lão ta sẽ không thể ngóc đầu lên trước mặt 3 gia tộc lớn này được nữa. Vì dù sao, cháu trai của lão ta cũng chết trong tay Dương Thanh. Còn Tống Hoa Vĩ cũng chịu sự uy hiếp của Dương Thanh, bị ép phải lăn ra khỏi Club Hoàng Kim, thật chẳng khác nào tát vào mặt nhà họ Tống. Sao hả, ông chủ Tống còn không định dàn xếp cho ổn thỏa sao? Nhìn thấy dáng vẻ do dự của Tống Thanh Sơn, Diệp Mạn nhếch mép hỏi. Tống Thanh Sơn liếc nhìn Diệp Mạn, sau đó đưa mắt nhìn Vũ Văn Cao Dương, trầm giọng nói, ông chủ Vũ Văn, tôi thật sự không hiểu nổi. Dương Thanh chỉ là đứa con trai bị bỏ rơi của nhà Vũ Văn, nếu đã bị bỏ rơi rồi, tại sao cậu lại còn lo chuyện bao đồng nữa làm gì? Vũ Văn Cao Dương cau mày, lạnh lùng nói, đây là chuyện nội bộ của nhà Vũ Văn chúng tôi. Liên quan gì đến ông? Tống Thanh Sơn cười nhạt, sau đó nhìn Diệp Mạn hỏi, theo tôi được biết. Bà chủ Diệp không có con gái, sao Dương Thanh lại trở thành con rể của cô rồi vậy? Việc riêng của Diệp Mạn tôi, từ khi nào thì đến phiên ông chủ Tống phải lo rồi vậy? Diệp Mạn cũng cười khẩy hỏi. Vẻ mặt của Tống Thanh Sơn hơi khó coi,
Lão ta nể mặt Vũ Văn Cao Dương vì tuy rằng Vũ Văn Cao Dương tuổi còn trẻ nhưng thành danh đã lâu, sớm đã kế thừa ghế chủ gia tộc rồi. Nhưng còn Diệp Mạn, theo lão ta thấy đó chỉ là một kẻ bề dưới, lại còn là phụ nữ, căn bản không đáng lo. Cho dù trong lòng lão ta khó chịu, cũng không dám gay gắt ra mặt. Ông chủ Hoàng thì sao? Sao lại đến nhà họ Tống chúng tôi? Tống Thanh Sơn lại nhìn Hoàng Thiên Hành. Hoàng Thiên Hành nhìn Tống Thanh Sơn như nhìn một tên ngốc rồi lạnh lùng nói, tôi khuyên ông một câu là đừng hỏi nhiều thì hơn. Cậu Thanh không phải là người mà nhà họ Tống các ông đắc tội được đâu. Tống Thanh Sơn im lặng một lúc, từ phản ứng của ba người họ có thể biết được, lão ta căn bản không còn hy vọng trả thù được Dương Thanh. Chỉ cần lão ta dám động vào Dương Thanh, ba gia tộc lớn trước mặt sẽ liên thủ với nhau đối đầu với nhà họ Tống. Được, tôi thỏa hiệp. Tống Thanh Sơn im lặng một lúc rồi đột nhiên nói. Bố! Chỉ là khi lão ta vừa nói dứt lời thì một tiếng gầm rú không cam tâm vang lên, thằng danh đó đã giết chết con trai con, đó là cháu của bố đấy. Sao bố có thể thỏa hiệp được chứ? Đó là Tống Khang, con trai út của Tống Thanh Sơn, cũng là bố của Tống Hoa Đông đã bị Dương Thanh giết chết. Im mồm! Tống Thanh Sơn tức giận nói. Lão ta thực sự muốn tát cho Tống Khang một cái bạt tai. Trong tình cảnh này lại còn dám tiếp tục thể hiện ra ý định muốn giết Dương Thanh, thế chẳng phải đang tự tìm đường chết hay sao? Tống Khang đỏ cả mắt lên, nghiến răng nghiến lợi nói, nếu hôm nay chúng ta thỏa hiệp thì sau này có phải bất cứ gia tộc nào trong 8 gia tộc lớn ở Yến Đô đều có thể dẫm đạp lên chúng ta hay không? Tao đã bảo mày câm miệng. Tống Thanh Sơn tát thẳng vào mặt Tống Khang một cái, tức giận nói, còn dám nói nhảm nữa thì cút ra khỏi nhà họ Tống cho tao. Lần này Tống Khang không dám nói thêm nữa, nhưng trong mắt hiện lên sự hận thù. Vũ Văn Cao Dương và Diệp Mạn, cũng như Hoàng Thiên Hành chỉ lạnh lùng quan sát. Cùng lúc đó, ở tập đoàn Nhạn Thanh, Tống Hoa Vĩ đầy vẻ kiêu căng hợm hĩnh, hắn nói, tôi cho Dương Thanh 5 phút, nếu trong vòng 5 phút không cút ra đây thì sau ngày hôm nay sẽ không còn tập đoàn Nhạn Thanh nữa. Khẩu khí lớn quá nhỉ. Tống Hoa Vĩ vừa nói xong thì một giọng nói lạnh lùng vang lên. Mọi người đều quay sang nhìn thì thấy một bóng người trẻ tuổi đang từ từ tiến đến. Chủ tịch tập đoàn Nhạn Thanh, Dương Thanh. Có người nhận ra thân phận của Dương Thanh và thốt lên. Người tới chính là Dương Thanh, anh đến không phải để giải quyết việc của Tống Hoa Vĩ, mà đang định rời đi thì tình cờ nghe thấy giọng nói kiêu ngạo của Tống Hoa Vĩ. Dương Thanh, con chuột này cuối cùng cũng chịu cút ra đây rồi. Tống Hoa Vĩ nhìn thấy Dương Thanh, trong mắt hắn hiện lên vẻ hung tợn. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, nếu bây giờ mày quỳ xuống liếm giày của tao, có lẽ tao sẽ giữ lại tay chân của mày. Bằng không, tao sẽ phế bỏ tay chân của mày ngay bây giờ, sau đó đưa mày đến nhà họ Tống để chịu sự trừng phạt. Bùm! Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tất cả mọi người đều sửng sốt, Tống Hoa Vĩ lại dám cao giọng dọa chặt tay chân của Dương Thanh trước mặt Dương Thanh. Vẻ mặt của Tống Hoa Nghĩa đột nhiên thay đổi. Hắn biết rất rõ Dương Thanh là người như thế nào, Tống Hoa Vĩ không phải đang tự tìm cái chết hay sao? Tống Hoa Vĩ, anh câm miệng lại cho tôi. Mau đem người cút xéo ngay, Tống Hoa Nghĩa tức giận gầm lên. Đôi mắt Dương Thanh hơi nheo lại, đột nhiên anh nói với Tống Hoa Nghĩa, tôi đã đồng ý với anh là tha cho nhà họ Tống một con đường sống. Nếu như tôi giết gã này, có lẽ không tính là phản bội lời hứa đúng không? Nghe đến đây. Tống Hoa Nghĩa chỉ cảm thấy lạnh cả người. Hắn không quan tâm đến sự sống chết của Tống Hoa Vĩ, nhưng nếu Dương Thanh thực sự giết chết Tống Hoa Vĩ, thì mối quan hệ giữa anh và nhà họ Tống sẽ thực sự là không đội trời chung rồi. Tống Hoa Vĩ nhìn thấy Dương Thanh, trong mắt hắn hiện lên vẻ hung tợn, hắn nghiến răng nghiến lợi nói, nếu bây giờ mày quỳ xuống liếm giày của tao, có lẽ tao sẽ giữ lại tay chân của mày. Bằng không, tao sẽ phế bỏ tay chân của mày ngay bây giờ. Sau đó đưa mày đến nhà họ Tống để chịu sự trừng phạt. Bùm! Tất cả mọi người đều sửng sốt, Tống Hoa Vĩ lại dám cao giọng dọa chặt tay chân của Dương Thanh trước mặt Dương Thanh. Vẻ mặt của Tống Hoa Nghĩa đột nhiên thay đổi, hắn biết rất rõ Dương Thanh là người như thế nào, Tống Hoa Vĩ không phải đang tự tìm cái chết hay sao? Tống Hoa Vĩ, anh câm miệng lại cho tôi. Mau đem người cút xéo ngay, Tống Hoa Nghĩa tức giận gầm lên. Đôi mắt Dương Thanh hơi nheo lại, đột nhiên anh nói với Tống Hoa Nghĩa, tôi đã đồng ý với anh là tha cho nhà họ Tống một con đường sống.
nếu như tôi giết gã này, có lẽ không tính là phản bội lời hứa đúng không? Nghe đến đây, Tống Hoa Nghĩa chỉ cảm thấy lạnh cả người. Hắn không quan tâm đến sự sống chết của Tống Hoa Vĩ, nhưng nếu Dương Thanh thực sự giết chết Tống Hoa Vĩ, thì mối quan hệ giữa anh và nhà họ Tống sẽ thực sự là không đội trời chung rồi. Tống Hoa Vĩ không khỏi run rẩy sau khi nghe những lời của Dương Thanh. Tuy nhiên, hắn lại thầm thở phào nhẹ nhõm khi nghĩ đến đám cao thủ hàng đầu của nhà họ Tống mà hắn mang theo đến đây. Ha ha ha! Tống Hoa Vĩ đột nhiên bật cười rất khoa trương, buồn cười chết mất thôi, một chủ tịch doanh nghiệp mà cũng dám đối đầu với nhà họ Tống. Lại còn cao giọng muốn giết tao. Mẹ kiếp, mày có biết nhà họ Tống ở Yến Đô có nghĩa là gì không? Họ Tống là một trong 8 gia tộc lớn ở Yến Đô, đối với mày mà nói thì chính là trời ở Yến Đô này đó. Mày có biết những người bên cạnh tao đây là ai không? Bọn họ là cao thủ hàng đầu nhà họ Tống tao, đừng nói là giết tao, nếu như mày có thể đụng tới một sợi tóc của tao thì xem như tao thua. Tống Hoa Vĩ vô cùng phách lối, lời nói đầy ngạo mạn và khinh thường Dương Thanh. Không chỉ có nhân viên của tập đoàn Nhạn Thanh, mà còn có rất nhiều người đến hợp tác với tập đoàn Nhạn Thanh, nghe thấy Tống Hoa Vĩ nói như vậy thì tất cả đều bị sốc. Hầu như không ai tin rằng Dương Thanh có thể đối phó được với Tống Hoa Vĩ. Xét cho cùng, trong mắt người Yến Đô, 8 gia tộc lớn ở Yến Đô chính là 8 gia tộc đứng trên đỉnh của Yến Đô, dám đắc tội với người của họ chẳng khác nào tự tìm đường chết. Tống Hoa Vĩ, mau câm miệng lại cho tôi. Nếu còn nói bậy bạ nữa, anh nhất định sẽ hối hận đấy. Tống Hoa Nghĩa gầm lên, muốn xông lên bịt miệng Tống Hoa Vĩ lại. Hắn đã nhìn thấy sát khí mạnh mẽ trong mắt Dương Thanh. Đúng lúc này, điện thoại di động của Tống Hoa Vĩ điên cuồng vang lên. Là của ông nội gọi, hẳn là đốc thúc mình nhanh chóng phế bỏ tay chân của tên nhãi này, sau đó đưa về nhà họ Tống chịu phạt đây. Tống Hoa Vĩ nhìn điện thoại và nói với một nụ cười đắc ý. Nói xong, hắn bắt cuộc gọi và cười nói, ông ơi, ông đừng vội, cháu đã gặp được Dương Thanh ở tập đoàn Nhạn Thanh rồi. Đang chuẩn bị ra tay chặt đứt tay chân cậu ta. Đồ khốn kiếp, nếu mày dám động vào một cọng lông của cậu Thanh thì sau này mày cút khỏi nhà họ Tống cho tao. Tống Hoa Vĩ chưa kịp nói xong thì Tống Thanh Sơn đã giận dữ gầm lên. Vẻ mặt đắc ý vừa rồi của Tống Hoa Vĩ chợt sững sờ, mặt lộ ra vẻ khó tin. Chính Tống Thanh Sơn là người bảo hắn đem người đi tìm Dương Thanh, sao đột nhiên lại đổi ý thế này? Ông à, cháu! Ngay khi Tống Hoa Vĩ định giải thích, Tống Thanh Sơn lại gầm lên, câm miệng lại cho tao. Lập tức xin cậu Thanh tha thứ, nếu như cậu Thanh không tha cho mày thì sau này Tống Thanh Sơn tao sẽ không có đứa cháu như mày nữa. Tống Hoa Vĩ lần này hoàn toàn hoảng sợ, Tống Thanh Sơn rõ ràng là thực sự tức giận, nếu lão ta thật sự không nhận hắn là cháu trai, thì vị trí người thừa kế nhà họ Tống cũng không liên quan gì đến hắn nữa rồi. Ông ơi, cháu biết rồi. Cháu biết rồi, Tống Hoa Vĩ vội đáp. Sau khi cúp điện thoại, sắc mặt Tống Hoa Vĩ đờ đẫn, hắn nhìn Dương Thanh thật sâu, lúc này hắn mới nhận ra thật sự không thể dây vào được chàng trai trẻ tuổi hơn đang ở trước mặt mình đây. Mặc dù không hiểu chuyện gì đã xảy ra khiến Tống Thanh Sơn đột nhiên thay đổi quyết định, nhưng hắn biết chắc chắn đã xảy ra chuyện lớn, nếu không có được sự tha thứ của Dương Thanh, e rằng nhà họ Tống sẽ thực sự gặp rắc rối nghiêm trọng. Phụp. Trong sự ngạc nhiên của mọi người, Tống Hoa Vĩ vừa rồi hãy còn cực kỳ kiêu ngạo trước mặt Dương Thanh, lập tức quỳ xuống. Bùm! Mọi người hoàn toàn sững sờ, hiện trường lập tức sôi trào. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhỉ? Tại sao đột nhiên Tống Hoa Vĩ lại quỳ xuống vậy? Hắn là cháu đích tôn đời thứ 3 của nhà họ Tống, mỗi lời nói cử chỉ của hắn đều đại diện cho nhà họ Tống, hắn quỳ thế này chính là đại diện cho cả nhà họ Tống đó. Lẽ nào mấy người không nghe nói là tối hôm qua có một người thanh niên đã ép Tống Hoa Vĩ nằm trên mặt đất và lăn khỏi Club Hoàng Kim sao? Nơi này chợt huyên náo hẳn lên, tất cả mọi người đều bắt đầu bàn tán chuyện về Tống Hoa Vĩ. Tống Hoa Nghĩa cũng ngẩn ra, Tống Hoa Vĩ là người kiêu ngạo như thế nào, hắn hiểu rõ hơn ai hết. Mấu chốt là Tống Hoa Vĩ vừa nhận cuộc gọi của Tống Thanh Sơn, cho nên việc Tống Hoa Vĩ đột nhiên quỳ xuống đất là do Tống Thanh Sơn yêu cầu sao? Nghĩ đến lai lịch khó nắm bắt của Dương Thanh, Tống Hoa Nghĩa đột nhiên nhận ra rằng chắc chắn nhà họ Tống đã bị cảnh cáo. Cậu Thanh, tôi sai rồi. Xin cậu rộng lượng tha cho kẻ hèn tôi đây.
sau này tôi không dám gây phiền phức cho cậu nữa. Tống Hoa Vĩ quỳ trên mặt đất, van xin. Dương Thanh không nói gì, anh chỉ bước từng bước về phía Tống Hoa Vĩ. Tống Hoa Vĩ chỉ cảm thấy toàn thân run lên, nhất là khi nhớ tới sức mạnh khủng khiếp mà tối hôm qua Dương Thanh thể hiện, càng khiến hắn kinh hãi mãi không thôi. Vừa rồi anh nói muốn phế bỏ tay chân của tôi, sau đó đưa đến nhà họ Tống. Dương Thanh đi đến trước mặt Tống Hoa Vĩ rồi mới dừng lại, anh nhìn Tống Hoa Vĩ một cách trịch thượng rồi lạnh lùng hỏi. Mồ hôi lạnh ướt đẫm người Tống Hoa Vĩ, hắn điên cuồng lắc đầu, không không, tất cả những gì tôi vừa nói đều là nhảm nhí, sao tôi dám phế tay chân của cậu chứ? Cũng không phải là tôi không thể tha cho anh. Dương Thanh đột nhiên nói. Tống Hoa Vĩ vui mừng khôn xiết và vội nói cảm ơn cậu Thanh. Cảm ơn cậu Thanh. Vừa rồi anh nói muốn phế tay chân tôi. Con người tôi trước giờ không tham lam, nếu như anh muốn phế tay chân tôi thì tôi cũng lấy tay chân của anh. Bảo người của anh phế tay chân của anh đi thì anh có thể rời khỏi đây. Niềm vui của Tống Hoa Vĩ còn chưa kịp tắt, câu nói tiếp theo của Dương Thanh khiến hắn hoàn toàn đờ đẫn. Cậu Thanh, tôi. Tống Hoa Vĩ muốn nói, nhưng bị Dương Thanh cắt ngang, đối với tôi mà nói, giết một người cũng là giết, giết hai người cũng là giết, tôi không thích mặc cả. Nghe vậy, Tống Hoa Vĩ mềm nhũn cả người, Dương Thanh rõ ràng là đang ám chỉ đêm qua có thể giết Tống Hoa Đông, hôm nay cũng có thể giết hắn. Cậu Thanh, tôi đã thỏa hiệp rồi, lẽ nào cậu còn không chịu buông tha cho tôi sao? Tống Hoa Vĩ trầm giọng nói. Dương Thanh chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng nhìn hắn lắc đầu, đúng ra tôi cũng định lấy mạng của anh. Nếu như không phải Tống Hoa Nghĩa cầu xin thì giờ anh đã trở thành một cỗ thi thể rồi. Tống Hoa Nghĩa nghe thấy Dương Thanh nói vậy, trong lòng cảm thấy ấm áp, hóa ra Dương Thanh vì không muốn mình khó xử nên mới đồng ý tha cho Tống Hoa Vĩ một con đường sống. Tống Hoa Vĩ, nếu tôi không đoán sai, cuộc điện thoại vừa rồi của ông nội là yêu cầu anh cầu xin cậu Thanh tha thứ đúng không? Tống Hoa Nghĩa bước ra ngoài, nhìn Tống Hoa Vĩ và nói, anh nên hiểu rõ rằng trước giờ không ai được phép làm trái lại với yêu cầu của ông nội. Bây giờ tôi đã rời khỏi nhà họ Tống, trong ba đời nhà họ Tống không ai có thể tranh giành vị trí người thừa kế với anh nữa. Điều anh cần bây giờ là sống sót, chỉ cần anh còn sống mới có thể kế nhiệm vị trí chủ gia tộc tương lai. Cậu Thanh kêu anh tự phế bỏ chân tay mình thì anh làm theo đi. Lời nói của Tống Hoa Nghĩa khiến Tống Hoa Vĩ đột nhiên tỉnh ngộ. Được, tôi làm theo. Tống Hoa Vĩ nghiến răng nghiến lợi ra lệnh cho đám cao thủ mà hắn mang đến từ nhà họ Tống, phế bỏ chân tay tôi đi. Tống Hoa Nghĩa nghe thấy Dương Thanh nói vậy, trong lòng cảm thấy ấm áp, hóa ra Dương Thanh vì không muốn mình khó xử nên mới đồng ý tha cho Tống Hoa Vĩ một con đường sống. Tống Hoa Vĩ, nếu tôi không đoán sai, cuộc điện thoại vừa rồi của ông nội là yêu cầu anh cầu xin cậu Thanh tha thứ đúng không? Tống Hoa Nghĩa bước ra ngoài. Nhìn Tống Hoa Vĩ và nói, anh nên hiểu rõ rằng trước giờ không ai được phép làm trái lại với yêu cầu của ông nội. Bây giờ tôi đã rời khỏi nhà họ Tống, trong ba đời nhà họ Tống không ai có thể tranh giành vị trí người thừa kế với anh nữa. Điều anh cần bây giờ là sống sót, chỉ cần anh còn sống mới có thể kế nhiệm vị trí chủ gia tộc tương lai. Cậu Thanh kêu anh tự phế bỏ chân tay mình thì anh làm theo đi. Lời nói của Tống Hoa Nghĩa khiến Tống Hoa Vĩ đột nhiên tỉnh ngộ. Được, tôi làm theo. Tống Hoa Vĩ nghiến răng nghiến lợi ra lệnh cho đám cao thủ mà hắn mang đến từ nhà họ Tống, phế bỏ chân tay tôi đi. Tống Hoa Vĩ bị người mình đưa tới đánh gãy chân tay trước mặt mọi người, tiếng kêu gào thảm thiết vang vọng cả tập đoàn Nhãn Thanh. Hiện giờ mọi người đều im như thóc, chỉ nghe thấy tiếng kêu rên của Tống Hoa Vĩ. Dẫn cậu chủ của chúng mày cút đi. Dương Thanh lạnh lùng nhìn Tống Hoa Vĩ, lớn tiếng quát đám cao thủ của hắn. Tống Hoa Vĩ bị đưa đi, tập đoàn Nhãn Thanh yên tĩnh trở lại. Cảm ơn Chủ tịch Thanh. Tống Hoa Nghĩa đi tới cảm ơn Dương Thanh. Hắn ta biết rõ nếu không nhờ anh, chỉ sợ Tống Hoa Vĩ đã bỏ mạng. Dương Thanh khẽ gật đầu, sau này anh cứ yên tâm làm việc ở Nhãn Thanh. Đương nhiên nếu anh còn muốn đoạt lại vị trí người thừa kế nhà họ Tống thì có thể quay về bất cứ lúc nào. Sau khi chứng kiến thực lực mạnh mẽ của Dương Thanh, Tống Hoa Nghĩa nào còn ngấp nghé vị trí người thừa kế nhà họ Tống nữa. Hắn ta lắc đầu, nghiêm túc nói, Chủ tịch Thanh yên tâm, tôi đã chọn đi theo cậu thì là người của cậu cứ việc dặn dò.
hắn ta cũng bắt đầu đổi xưng hô sang chủ tịch Thanh, rõ ràng đã chấp nhận làm nhân viên ở tập đoàn Nhạn Thanh. Dương Thanh gật đầu đáp, được, sau này các anh cứ nghe theo sắp xếp của sếp Lạc. Được, Tống Hoa Nghĩa cũng không bất mãn vì phải nghe theo Lạc Bân. Sau khi Dương Thanh rời đi, hắn ta mới đi tìm Lạc Bân. Sếp Lạc, sau này chúng ta sẽ là đồng nghiệp, có điều gì cần dặn dò ông cứ việc nói, chúng tôi nhất định sẽ nghe theo. Tống Hoa Nghĩa gặp Lạc Bân, thái độ cực kỳ khiêm tốn. Lý Hải Vinh và Tống Hoa Nhã cũng đang có mặt. Lạc Bân cười nói, chủ tịch vẫn luôn muốn mở thị trường nước ngoài. Vừa nãy tôi đã bàn bạc với Hải Vinh, định để mọi người ra nước ngoài khai thác thị trường cho tập đoàn Nhạn Thanh. Cậu có suy nghĩ gì không? Nghe vậy, Tống Hoa Nghĩa giật nảy mình. Được vào làm trong tập đoàn Nhạn Thanh, có thể ở gần Dương Thanh hắn ta đã mãn nguyện lắm rồi, không ngờ Dương Thanh lại giao nhiệm vụ mở thị trường nước ngoài cho bọn họ. Chứng tỏ Dương Thanh vô cùng tin tưởng họ. Muốn mở thị trường nước ngoài phải đầu tư một khoản rất lớn, vậy mà Dương Thanh lại có thể yên tâm giao nhiệm vụ này cho cả gia đình hắn ta phụ trách. Tôi không có ý kiến, nghe theo sếp Lạc tất. Tống Hoa Nghĩa sững sờ một lúc mới gật đầu nói. Lý Hải Vinh cũng mỉm cười, tôi cũng không có ý kiến. Lạc Bân lại nhìn sang Tống Hoa Nhã. Trong mắt Lý Hải Vinh và Tống Hoa Nghĩa đều tràn đầy kích động, chỉ có Tống Hoa Nhã dường như hơi thất vọng. Cô Nhã thì sao? Lạc Bân hỏi. Giờ phút này, Lý Hải Vinh và Tống Hoa Nghĩa cũng nhìn sang Tống Hoa Nhã. Bọn họ là người thân nhất của cô ta, đương nhiên biết tại sao vẻ mặt cô ta lại như vậy. Tôi! Dường như Tống Hoa Nhã đã hạ quyết tâm, đang định trả lời lại bị Lý Hải Vinh nói chen vào, mẹ và anh con đều đồng ý, chắc con cũng không có ý kiến gì đâu nhỉ. Lạc Bân không hiểu suy nghĩ của Tống Hoa Nhã, chỉ có ánh mắt nhìn cô ta hơi kỳ quái. Hai mắt Tống Hoa Nhã đỏ bừng, cô ta im lặng nhìn mẹ rồi nói, tôi cũng không có ý kiến. Được, nếu cả ba đều đồng ý thì thị trường nước ngoài của tập đoàn Nhạn Thanh sẽ giao cho mọi người. Lạc Bân cười nói, mấy ngày này mọi người cứ làm quen với tập đoàn Nhạn Thanh trước đi. Đợi tôi sắp xếp xong ở nước ngoài, mọi người sẽ làm việc ở chi nhánh nước ngoài của công ty. Được, làm phiền sếp Lạc nhé, Lý Hải Vinh cười đáp. Lạc Bân tạm thời sắp xếp cho bọn họ một phòng làm việc. Hoa Nhã, mẹ biết vừa rồi con định nói gì, nhưng mẹ buộc phải ngăn con lại. Đợi không còn người ngoài, Lý Hải Vinh mới kéo tay con gái, dịu dàng khuyên nhủ. Viên mắt Tống Hoa Nhã đỏ hoe nhưng vẫn tỏ vẻ bình thản nói, con vốn định đồng ý với sếp Lạc. Lý Hải Vinh thở dài một hơi, biết cô ta không muốn thừa nhận trước mặt mình mà thôi. Nhưng có mấy lời. Người làm mẹ như bà ta vẫn phải nói. Hoa Nhã, mẹ biết con thích Dương Thanh, nhưng con phải hiểu cậu ấy đã có vợ con. Người như cậu ấy không có cô gái nào không thích. May mà con chỉ vừa mới thích cậu ấy, mẹ nhất định phải cắt đứt hy vọng của con. Đời này hai đứa không có cơ hội đâu. Sau này chúng ta phải làm việc thật tốt, lập nhiều công lao cho tập đoàn Nhạn Thanh để thể hiện giá trị của chúng ta. Lý Hải Vinh nghiêm túc nói. Tống Hoa Nghĩa cũng thở dài. Biết vậy tối qua hắn ta đã không dẫn Tống Hoa Nhã tới Club Hoàng Kim. Hắn ta biết biểu hiện của Dương Thanh rất có sức hút với phái nữ. Nếu Dương Thanh chưa kết hôn, hắn ta sẽ không phản đối Tống Hoa Nhã thích anh, thậm chí còn tác hợp hai người. Nhưng Dương Thanh đã kết hôn, còn vì vợ mình làm rất nhiều chuyện. Tình cảm sâu nặng như vậy, bất kể người phụ nữ nào cũng không có hy vọng chen vào. Mẹ đừng nói nữa, con đâu có bảo thích anh ấy. Con chỉ cảm thấy anh ấy rất ưu tú, chỉ vậy thôi. Con biết phải làm thế nào. Tống Hoa Nhã gượng cười, mẹ yên tâm, con sẽ ra nước ngoài với hai người. Nghe vậy, Lý Hải Vinh mới không thuyết phục nữa, chỉ nói, chúng ta đã gia nhập tập đoàn Nhạn Thanh, từ nay trở đi phải bắt đầu làm việc, nhanh chóng nắm rõ tình hình ở đây trước đã. Vâng. Tống Hoa Nghĩa và Tống Hoa Nhã nghiêm túc đáp lời. Cùng lúc đó trong văn phòng của Dương Thanh, Lạc Bân đang báo cáo tiến độ xây dựng thành Cửu Châu với anh. Chủ tịch, tôi bỗng nhiên có chút chờ mong đến ngày thành Cửu Châu được hoàn thành. Báo cáo xong, Lạc Bân kích động nói, giáo sư Đỗ đã vẽ xong bản thiết kế, khoảng một tuần nữa sẽ hoàn thành mô hình 3D. Đến lúc đó, tôi sẽ dẫn cậu tới xem mô hình 3D của thành Cửu Châu. Dương Thanh gật đầu.
dù thế nào cũng phải đảm bảo an toàn cho giáo sư Đỗ. Giáo sư Đỗ là người có tiếng nói trong giới kiến trúc trong nước. Dương Thanh rất yên tâm về thiết kế của bà ấy, chỉ sợ có người gây khó dễ. Dù sao mảnh đất kia cũng được một trong các phương tộc là nhà họ Tào coi trọng, ai biết họ sẽ giở trò gì. Lạc Bân lập tức cam đoan, cậu yên tâm, tôi đã sắp xếp 4 vệ sĩ bảo vệ giáo sư Đỗ, nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì. Vậy thì tốt, Dương Thanh nói. Nhưng đúng lúc này, chuông điện thoại của Lạc Bân chợt reo lên. Ông ta vội vàng nghe máy, sắc mặt lập tức trắng bệch, hoảng loạn nói, tôi tới bệnh viện ngay đây. Xảy ra chuyện gì rồi? Chờ Lạc Bân cúp máy, Dương Thanh cau mày hỏi. Giáo sư Đỗ bị thương, vừa được đưa lên xe cấp cứu, hình như tình hình không ổn. Lạc Bân đỏ mắt nói. Chủ tịch, tôi bỗng nhiên có chút chờ mong đến ngày thành Cửu Châu được hoàn thành. Báo cáo xong, Lạc Bân kích động nói, giáo sư Đỗ đã vẽ xong bản thiết kế, khoảng một tuần nữa sẽ hoàn thành mô hình 3D. Đến lúc đó, tôi sẽ dẫn cậu tới xem mô hình 3D của thành Cửu Châu. Dương Thanh gật đầu, dù thế nào cũng phải đảm bảo an toàn cho giáo sư Đỗ. Giáo sư Đỗ là người có tiếng nói trong giới kiến trúc trong nước. Dương Thanh rất yên tâm về thiết kế của bà ấy, chỉ sợ có người gây khó dễ. Dù sao mảnh đất kia cũng được một trong các phương tộc là nhà họ Tào coi trọng, ai biết họ sẽ giở trò gì. Lạc Bân lập tức cam đoan, cậu yên tâm, tôi đã sắp xếp 4 vệ sĩ bảo vệ giáo sư Đỗ, nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì. Vậy thì tốt, Dương Thanh nói. Nhưng đúng lúc này, chuông điện thoại của Lạc Bân chợt reo lên. Ông ta vội vàng nghe máy, sắc mặt lập tức trắng bệch, hoảng loạn nói, tôi tới bệnh viện ngay đây. Xảy ra chuyện gì rồi? Chờ Lạc Bân cúp máy, Dương Thanh cau mày hỏi. Giáo sư Đỗ bị thương, vừa được đưa lên xe cấp cứu, hình như tình hình không ổn. Lạc Bân đỏ mắt nói. Dương Thanh vừa mới dặn dò phải chú ý sự an toàn của giáo sư Đỗ, chưa tới một phút sau đã nhận được tin bà ấy bị thương. Lạc Bân rất áy náy nhưng hiện giờ không phải lúc giải thích, vừa đi ra ngoài vừa nói, chủ tịch, bây giờ tôi sẽ tới bệnh viện. Tôi đi với ông. Dương Thanh cũng đi theo, đồng thời gọi điện thoại, chị Lâm, một giáo sư rất quan trọng với em vừa bị thương, được đưa lên xe cấp cứu rồi. Chị tới bệnh viện ngay đây. Dương Thanh chưa kịp nói hết câu, Ngải Lâm đã nói. Ngải Lâm là chuyên gia y học đỉnh cao, không chỉ giỏi chuyên môn mà còn quen biết rất nhiều chuyên gia nổi tiếng khác. Có cô ấy ra mặt, nhất định giáo sư Đỗ sẽ không sao. Xin lỗi cậu Thanh. Tại tôi không bảo vệ tốt giáo sư Đỗ. Trên đường tới bệnh viện, Lạc Bân mới lên tiếng nói. Dương Thanh lắc đầu, không trách ông được, cứ tới bệnh viện trước đã, làm rõ tình hình rồi nói sau. Giáo sư Đỗ là cô giáo của Lạc Bân, chẳng khác gì bố mẹ ông ta. Hơn nữa ông ta còn là người giới thiệu bà ấy phụ trách thiết kế thành Cửu Châu. Bây giờ bà ấy gặp chuyện, Lạc Bân là người khó chịu nhất. 20 phút sau. Bọn họ đã tới viện y học Yến Đô. Chủ tịch Thanh, sếp Lạc, Dương Thanh và Lạc Bân vừa chạy tới phòng cấp cứu đã gặp một người đàn ông trung niên mặc vest đi giày da, chính là quản lý phụ trách dự án thành Cửu Châu. Nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao đột nhiên giáo sư Đỗ lại phải đi cấp cứu? Lạc Bân trầm giọng hỏi. Vừa nãy có một nhóm người tới công trường, đánh mấy công nhân ép chúng tôi đình công. Giáo sư Đỗ tức giận cãi nhau với đối phương vài câu, ai ngờ đối phương lại động tay động chân. Mấy vệ sĩ của giáo sư Đỗ đều bị đánh gãy tay gãy chân, bây giờ cũng đang nằm viện. Quản lý dự án vội vàng báo cáo, mặt ông ta sưng vù, quần áo lấm lem bụi đất, rõ ràng cũng bị đánh. Bọn họ là ai? Lạc Bân nghiến răng hỏi. Quản lý dự án lắc đầu, không biết, chỉ thấy cổ bọn họ đều xăm một hình chữ thập chết chóc. Trong mắt Lạc Bân lóe lên tia kinh ngạc, vẻ mặt hoảng sợ. Ông biết là ai à? Dương Thanh hỏi. Lạc Bân gật đầu đáp, người của Club Hoàng Kim. Club Hoàng Kim. Dương Thanh nhíu mày, dần hiểu ra tại sao những người kia lại ngăn cản việc xây dựng thành Cửu Châu. Lần trước anh đưa giáo sư Đỗ tới mảnh đất ở ngoại ô phía Nam đã gặp phải Tào Huy. Anh ta còn muốn mua lại mảnh đất đó. Chỉ là bị Dương Thanh từ chối. Tối hôm qua ở Club Hoàng Kim cũng bị Tào Huy cản trở.
Kết quả Tào Huy bị Dương Thanh xách cổ như con gà ném ra ngoài trước mặt mọi người, lập tức ngất xỉu. Nếu không phải Dương Thanh không muốn trở mặt với vương tộc, Tào Huy đã biến thành một cái xác rồi. Anh không ngờ mình tha cho người nhà họ Tào, bọn họ lại không buông tha cho anh. Tốt nhất các người hãy cầu nguyện giáo sư Đỗ không sao đi. Nếu không tôi sẽ khiến cả nhà họ Tào chôn cùng. Dương Thanh nhắm mắt lại, sát khí bừng bừng. Lạc Bân đứng gần nhất thấy lạnh cả người, vô thức lùi ra sau mấy bước, ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Chủ tịch, cậu biết đối phương là ai rồi à? Một lúc sau, Lạc Bân mới bình tĩnh lại, lên tiếng hỏi. Dương Thanh hỏi ngược lại, còn nhớ những người chúng ta gặp phải khi đưa giáo sư Đỗ tới mảnh đất ở ngoại ô phía nam không? Lạc Bân gật đầu, kinh ngạc nói, cái tên Tào Huy người của vương tộc cầm đầu sao? Dương Thanh trầm giọng nói, Club Hoàng Kim chính là sản nghiệp nhà họ Tào, đang do Tào Huy phụ trách. Thì ra là cậu ta, Lạc Bân nghiến răng nghiến lợi nói. Nhưng nghĩ tới xuất thân vương tộc của đối phương, ông ta lại lo lắng hỏi, chủ tịch, liệu dự án thành Cửu Châu có bị cản trở không? Dương Thanh lắc đầu cười lạnh, một kẻ đời sau của vương tộc mà thôi. Cho dù chủ của vương tộc tới cũng không cản nổi việc xây dựng thành Cửu Châu. Lạc Bân nhìn chằm chằm Dương Thanh, dù gặp phải kẻ địch hùng mạnh tới mức nào, dường như Dương Thanh chưa bao giờ lo lắng. Nhưng lần này là người của vương tộc, liệu Dương Thanh còn có thể dễ dàng giải quyết như những lần trước được không? Tôi sẽ trả thù cho giáo sư Đỗ, ông cứ tập trung phụ trách tập đoàn Nhạn Thanh là được, Dương Thanh dặn dò. Vâng thưa chủ tịch, Lạc Bân vội đáp, bà nội tôi sao rồi? Đúng lúc này, một giọng nói nức nở vang lên. Ngay sau đó có ba người cuống quýt chạy tới. Người lên tiếng là cô gái trẻ tuổi chạy đằng trước, sau lưng là một đôi nam nữ trung niên. Gương mặt người đàn ông trung niên có vài nét giống giáo sư Đỗ, thân phận của đối phương rất dễ đoán. Tiểu Duyệt, giáo sư Đỗ vẫn đang ở trong. Lạc Bân đi tới, áy náy nói, cúi gằm đầu không dám nhìn cô gái trẻ kia. Giáo sư Bàng. Cuối cùng Lạc Bân vẫn phải ngẩng đầu nhìn con trai của giáo sư Đỗ, áy náy xin lỗi ông, tại tôi không chăm sóc tốt cho giáo sư Đỗ. Lạc Bân đã nói về gia đình của giáo sư Đỗ với Dương Thanh từ trước. Cả nhà bà ấy đều có truyền thống gia giáo, con trai tên là Bàng Dũng cũng dạy học ở Đại học Yến Đô. Vợ của Bàng Dũng cũng là giáo sư của Đại học Yến Đô. Bàng Tiểu Duyệt là sinh viên năm tư Đại học Yến Đô, nghe nói thành tích học tập rất tốt. Đã học lên nghiên cứu sinh rồi. Nghe thấy Lạc Bân xin lỗi, Bàng Dũng lắc đầu thở dài, xây một tòa thành là ước mơ cả đời của mẹ tôi. Ông cho bà ấy cơ hội, chúng tôi nên cảm ơn ông mới phải. Lạc Bân đi tới, áy náy nói, cúi gằm đầu không dám nhìn cô gái trẻ kia. Giáo sư Bàng. Cuối cùng Lạc Bân vẫn phải ngẩng đầu nhìn con trai của giáo sư Đỗ, áy náy xin lỗi ông, tại tôi không chăm sóc tốt cho giáo sư Đỗ. Lạc Bân đã nói về gia đình của giáo sư Đỗ với Dương Thanh từ trước. Cả nhà bà ấy đều có truyền thống gia giáo, con trai tên là Bàng Dũng cũng dạy học ở Đại học Yến Đô. Vợ của Bàng Dũng cũng là giáo sư của Đại học Yến Đô. Bàng Tiểu Duyệt là sinh viên năm tư Đại học Yến Đô, nghe nói thành tích học tập rất tốt, đã học lên nghiên cứu sinh rồi. Nghe thấy Lạc Bân xin lỗi, Bàng Dũng lắc đầu thở dài, xây một tòa thành là ước mơ cả đời của mẹ tôi. Ông cho bà ấy cơ hội, chúng tôi nên cảm ơn ông mới phải. Tôi nghĩ chắc hẳn ông cũng không mong muốn mẹ tôi bị thương. Chuyện đã rồi, chúng ta chỉ có thể cầu nguyện bà ấy qua khỏi. Ông cũng đừng quá tự trách. Không hổ là người trong nhà gia giáo, quả nhiên rất hiểu lòng người. Lạc Bân lại càng hổ thẹn, đỏ bừng hai mắt cảm ơn. Chàng trai này là... Dường như Bàng Dũng không muốn Lạc Bân quá tự trách, cố ý nói sang chuyện khác. Hỏi về Dương Thanh. Cậu ấy chính là chủ tịch Thanh của tập đoàn Nhạn Thanh, Lạc Bân vội vàng giới thiệu. Bàng Dũng mỉm cười, chủ động đi lên bắt tay với Dương Thanh, thì ra cậu chính là chủ tịch tập đoàn Nhạn Thanh, rất hân hạnh. Dương Thanh đang định đưa tay ra bắt lại bị một bóng người trẻ tuổi ngăn lại. Bàng Tiểu Duyệt tức giận nói, anh là chủ tịch tập đoàn Nhạn Thanh thì phải chịu trách nhiệm với bà nội tôi. Nếu bà nội tôi không sao thì dễ nói. Nhưng nếu bà có chuyện bất chắc, tôi sẽ không tha cho anh đâu. Bàng Tiểu Duyệt nước mắt giàn giụa, giận dữ nhìn Dương Thanh. Nghe Bàng Tiểu Duyệt nói thế,
sắc mặt Lạc Bân lập tức trắng bệch, sợ chọc giận Dương Thanh. Ông ta đang định lên tiếng, Bàng Dũng đã cau mày quát, Tiểu Duyệt, con có thái độ gì vậy? Chủ tịch Thanh đâu có muốn bà con bị thương, mau xin lỗi. Tuy Bàng Dũng là giáo sư đại học, toàn thân tràn đầy uy nghiêm nhưng giờ đây lại giống một người ở địa vị cao hơn là giáo sư. Bàng Tiểu Duyệt rưng rưng nước mắt, con không xin lỗi. Nếu bà nội không làm việc cho họ, bà sẽ bị thương sao? Câm miệng. Bàng Dũng giống lên, tát mạnh một cái. Bàng Tiểu Duyệt không chút e sợ, trợn mắt nhìn chằm chằm bàn tay của Bàng Dũng đang đánh tới. Bốp. Dương Thanh vội vàng tiến lên bắt lại tay Bàng Dũng, giáo sư Bàng, giáo sư Đỗ bị thương quả thực là lỗi của tôi. Muốn đánh thì đánh tôi đi. Hiện giờ Dương Thanh cũng vô cùng áy náy. Giáo sư Đỗ lớn tuổi như vậy, bây giờ vẫn đang trong phòng cấp cứu. Ai biết bà ấy có tỉnh lại được hay không? Hơn nữa cũng tại anh đắc tội nhà họ Tào nên mới liên lụy giáo sư Đỗ. Bàng Tiểu Duyệt nói không sai, tất cả đều là lỗi của anh. Lạc Bân vẫn sợ Bàng Tiểu Duyệt chọc giận Dương Thanh. Giờ phút này ông ta mới ý thức được, mình nghĩ nhiều rồi. Anh mau cút đi cho tôi. Tôi không cần anh giả mù sa mưa. Bàng Tiểu Duyệt rất ghét bỏ Dương Thanh, tức giận nói. Thấy Bàng Dũng lại sắp nổi giận, Dương Thanh vội vàng nói, giáo sư Bàng, tôi còn việc cần giải quyết, xin phép đi trước. Dứt lời, anh quay sang dặn dò Lạc Bân, giáo sư Đỗ có tin tức gì phải báo ngay cho tôi biết. Vâng thưa chủ tịch. Lạc Bân lập tức đáp lời. Sau khi Dương Thanh rời đi, Bàng Tiểu Duyệt mới hòa hoãn lại, nhưng vẫn còn định ý rất lớn với Lạc Bân. Tiểu Duyệt, cháu yên tâm. Hiện giờ bác sĩ nổi danh của Yến Đô đang cứu chữa giáo sư Đỗ. Chuyên gia Ngải Lâm được chủ tịch Thanh cố ý mời tới. Có cô ấy ở đây, chắc chắn giáo sư Đỗ sẽ không sao. Lạc Bân biết Bàng Tiểu Duyệt ghét Dương Thanh nên muốn nói cho cô ta biết mọi chuyện anh đã làm. Hừ. Bàng Tiểu Duyệt hừ lạnh một tiếng, ngó lơ ông ta. Sếp Bân đừng để bụng, con bé này bị tôi dạy hư rồi, Bàng Dũng áy náy giải thích. Lạc Bân khẽ lắc đầu. Sau khi rời khỏi bệnh viện, Dương Thanh lập tức đi tới Club Hoàng Kim. Không cần biết giáo sư Đỗ có xảy ra chuyện gì hay không, Tào Huy đều phải trả giá. 20 phút sau, Dương Thanh đã tới nơi. Mời xuất trình thẻ hội viên. Dương Thanh vừa tới cửa đã bị hai gã bảo vệ ngăn lại, bắt xuất trình thẻ hội viên. Lần trước Dương Thanh được Tống Hoa Nghĩa dẫn tới, nghe nói thẻ hội viên cao cấp nhất phải nộp 50 triệu một năm. Có thể thấy Club Hoàng Kim quản lý rất nghiêm ngặt. Nhưng Dương Thanh vốn đến để gây sự, sao lại làm thẻ hội viên? Không muốn chết thì cút ra. Dương Thanh lạnh giọng nói. Hai gã bảo vệ lập tức biết anh đến không có ý tốt. Lập tức hung dữ quát, danh con tới chịu chết hả? Tao sẽ cho mày toại nguyện. Quỳnh! Gã bảo vệ vừa lên tiếng còn chưa kịp ra tay, Dương Thanh đã biến mất. Gã bảo vệ kia như con diều đứt dây bị đánh bay, đâm vào cửa lớn của Club Hoàng Kim. Gã bảo vệ còn lại trố mắt nhìn. Sao gã có thể đối phó nổi cao thủ đá một phát khiến đồng nghiệp bay xa mười mấy mét? Bây giờ còn cần thẻ hội viên nữa không? Dương Thanh lạnh lùng hỏi. Không, không cần. Gã bảo vệ bị dọa sợ run lẩy bẩy, vội vàng tránh đường. Dương Thanh cất bước đi vào, lập tức nhìn thấy 10 gã bảo vệ cầm gậy cao su xông ra. Chắc là khi anh đạp bay gã bảo vệ kia, người bên trong đã nghe tin chạy tới. Danh con, mày dám tới Club Hoàng Kim làm loạn sao? 10 gã bảo vệ bao vây Dương Thanh ở giữa. Gã cầm đầu dữ tợn nhìn Dương Thanh. Bảo Tào Huy cút ra đây. Nếu không hôm nay Club Hoàng Kim sẽ bị tổn thất rất nhiều. Dương Thanh lạnh giọng quát. Hiện giờ giáo sư Đỗ vẫn đang trong phòng cấp cứu, anh đang vô cùng tức giận. Nhất là nghĩ tới giáo sư Đỗ lớn tuổi như vậy mà Tào Huy vẫn không chịu buông tha, đúng là tức phát điên. Loại rác rưởi này sống trên đời chỉ lãng phí không khí. Nghe thấy Dương Thanh gọi thẳng tên họ Tào Huy, đám bảo vệ giật nảy mình. Gã cầm đầu gầm lên, cậu Huy của chúng tôi đâu phải người loại chó má gì cũng gặp được. Vậy thì tôi chỉ có thể ép hắn ra mặt. Dương Thanh nhếch miệng nở nụ cười tàn nhẫn. Dứt lời, anh lập tức biến mất tại chỗ khiến đám bảo vệ hoảng loạn. Bịch bịch bịch. Cảnh tượng sau đó khiến mọi người đều phải há hốc mồm. Dương Thanh nhanh như tia chớp,
mắt người bình thường không thể đuổi kịp bóng dáng của anh. Dương Thanh lạnh giọng quát. Hiện giờ giáo sư Đỗ vẫn đang trong phòng cấp cứu, anh đang vô cùng tức giận. Nhất là nghĩ tới giáo sư Đỗ lớn tuổi như vậy mà Tào Huy vẫn không chịu buông tha, đúng là tức phát điên. Loại rác rưởi này sống trên đời chỉ lãng phí không khí. Nghe thấy Dương Thanh gọi thẳng tên họ Tào Huy, đám bảo vệ giật nảy mình. Gã cầm đầu gầm lên, cậu Huy của chúng tôi đâu phải người loại chó má gì cũng gặp được. Vậy thì tôi chỉ có thể ép hắn ra mặt. Dương Thanh nhếch miệng nở nụ cười tàn nhẫn. Dứt lời, anh lập tức biến mất tại chỗ khiến đám bảo vệ hoảng loạn. Bịch bịch bịch, cảnh tượng sau đó khiến mọi người đều phải há hốc mồm. Dương Thanh nhanh như tia chớp, mắt người bình thường không thể đuổi kịp bóng dáng của anh. Đám nhân viên chỉ thấy 10 gã bảo vệ vừa mới hùng hổ giờ lại như mấy quả bóng ra bay ngược ra bốn phía. Chỉ sau vài giây ngắn ngủi, ngoại trừ Dương Thanh vẫn đứng sừng sững giữa sảnh, tất cả bảo vệ đều nằm la liệt trên đất, hôn mê bất tỉnh. Đám nhân viên sợ hãi run cầm cập. Dương Thanh cũng không làm khó các nhân viên bình thường, có lẽ bọn họ còn chẳng biết nhà họ Tào là cái gì. Tào Huy đã không chịu xuất hiện, anh chỉ có thể tự tìm. Chỉ cần làm lớn chuyện, anh ta sẽ phải ra mặt. Dương Thanh đi thẳng lên sòng bạc trên tầng 3. Nếu chỉ đánh Tào Huy, có lẽ vẫn chưa thể khiến anh ta cảm thấy nỗi đau da thịt. Chỉ khi khiến anh ta hoàn toàn tuyệt vọng mới cảm nhận được tận thế. Lúc nào Club Hoàng Kim cũng đông khách, toàn bộ bàn đánh bài trong sòng bạc lớn như vậy đều chật kín người. Khói mù lượn lờ khắp nơi. Dương Thanh nhìn quanh một lượt rồi đi tới một bàn đánh bài ở giữa sảnh. Anh ra chỗ khác chơi đi. Dương Thanh vỗ vai một người ngồi đó. Người kia đang chơi vui vẻ thì bị người khác gọi đi. Lập tức giận dữ quát, danh con, mẹ mày dám bảo tao nhường chỗ á. Mày biết tao là ai không? Dầm. Dưới ánh mắt khiếp sợ của mọi người xung quanh, Dương Thanh dùng một tay xách cổ người kia lên như gà con ném thẳng ra ngoài. Tiếng vang rầm trời. Người kia đã bị quăng ra đất. Sòng bạc vốn đang ồn ào huyên náo lập tức lặng ngắt như tờ. Tất cả đều hốt hoảng nhìn Dương Thanh đang đứng trước bàn đánh bài chính giữa sảnh. Club Hoàng Kim tồn tại ở Yến Đô bao nhiêu năm nay chưa từng có ai tới làm loạn, thậm chí đến cả 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô cũng không dám nhúng tay vào. Vậy mà giờ đây, một chàng trai mới 27, 28 tuổi lại ra tay trước mặt mọi người. Tôi chơi với các người. Dương Thanh nhàn nhạt nói. Vừa rồi anh đã phát hiện trên bàn cược này, ngoại trừ người chơi vừa bị anh ném ra ngoài, mấy người còn lại đều cùng một đám. Dám liên thủ trên bàn cược của Club Hoàng Kim nhất định không phải người ngoài, chỉ có thể là người của Club Hoàng Kim. Danh con, mày tới để làm loạn đấy hả? Gã đầu chọc ngồi đối diện Dương Thanh híp mắt hỏi. Phải thì sao, mà không phải thì sao? Dương Thanh cười lạnh một tiếng. Lập tức ném ra một chiếc thẻ ngân hàng ra lệnh cho nhân viên bên cạnh, cho tôi 100 triệu tiền chip. Nghe vậy, tất cả đều sợ ngây người. Ở Yến Đô, không ít người có 100 triệu trong tay, nhưng số người có thể tùy tiện lấy ra như vậy lại không nhiều. Dù sao hầu như những người có nhiều tiền như vậy đều là tiền đầu tư. Kể cả giá trị bản thân lên tới chục tỷ cũng chưa chắc có thể lấy ra được 100 triệu tiền mặt. Nhân viên nhanh chóng mang một đống chip và máy POS tới. Dương Thanh quẹt thẻ ngay tại chỗ. Lúc tiếng thông báo quẹt thẻ thành công vang lên, ánh mắt mọi người nhìn Dương Thanh đều thay đổi. Cậu muốn chơi thế nào? Gã đầu chọc ngồi đối diện Dương Thanh cười híp mắt hỏi. Đơn giản thôi, so lớn nhỏ, có thể thêm tiền cược. Đặt cược lúc chưa xem bài rồi đặt cược tiếp thì phải nhân đôi, muốn mở bài phải đặt nhân đôi tiếp, thế nào? Dương Thanh nói. Được, theo ý cậu. Gã đầu chọc bật ngón tay, người chia bài bắt đầu trộn bài. Dương Thanh vẫn bình tĩnh ngồi đó, việc chia bài nhanh chóng hoàn tất. Tính cả Dương Thanh, ván bài này có tất cả 4 người chơi. 3 người khác đã bắt đầu xem bài, còn Dương Thanh không thèm xem, tiện tay ném ra vài chip 10 triệu. Đám người lại bị khí thế của Dương Thanh làm sững sờ. So lớn nhỏ, vừa mới bắt đầu đã cược 10 triệu. Lại còn không xem bài. Theo quy định vừa mới đặt ra, 3 người kia đều đã xem bài nên nếu còn tiếp tục, mỗi người phải đặt ít nhất 20 triệu. Cả 3 đều tỏ vẻ do dự. 20 triệu. 20 triệu. 20 triệu.
Ba người liếc mắt nhìn nhau rồi lần lượt đặt cược. Mới đầu bọn họ còn lo lắng nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. Dù sao bọn họ cũng cùng một hội, Dương Thanh chỉ có một mình. Chỉ cần Dương Thanh thua, bọn họ đều như nhau. Mới một vòng đặt cược mà tổng số tiền đã lên tới 70 triệu. Bàn cược của đám người Dương Thanh nhanh chóng bị những người chơi khác vây quanh, ai nấy đều hưng phấn. Lâu rồi chưa thấy ván bài nào có giá trị lớn tới vậy. 20 triệu. Ngay sau khi ba người kia đặt cược, Dương Thanh lại ném tiếp 20 triệu. Lần này, sắc mặt của ba người kia đều nghiêm túc hẳn lên. Nếu bọn họ còn muốn tiếp tục thì ít nhất cũng phải đặt cược 40 triệu. Ba người cộng vào là 120 triệu, vượt qua giới hạn Club Hoàng Kim cung cấp cho họ. Tôi bỏ cược. Một người trong số đó dứt khoát bỏ cược. Hai người còn lại cũng đưa mắt nhìn nhau, một người khác lên tiếng, tôi cũng bỏ cược. Cứ như vậy, cộng 20 triệu mỗi người vừa đặt cược trước đó đã là 60 triệu. Trong tay mỗi người chỉ còn lại 40 triệu. Mà vừa rồi Dương Thanh đã đặt cược 20 triệu. Dù gã ta có quyết định xem bài cũng phải cược theo 40 triệu. Hạn mức Club Hoàng Kim cung cấp cho bọn họ là 100 triệu, trừ đi 60 triệu vừa đặt cược. Gã ta chỉ có thể dùng 40 triệu còn lại để mở bài. Mở bài. Người cuối cùng không chút do dự đẩy toàn bộ số chip còn lại ra trước. Trông thấy mặt bàn ngổn ngang chip, những người chơi khác đều kích động. Đây chính là 130 triệu đấy. Chỉ vẻn vẹn hai vòng đặt cược đã lên tới con số cao như vậy. Ca cơ. Người cuối cùng lật bài ra, là một quân bài ca cơ. Là ca á. Chàng trai trẻ này thua chắc rồi. Cậu ta muốn thắng phải lật ra được A hoặc Joker. Mọi người kích động đến mức nói năng lộn xộn, ai cũng nhìn thấy trước kết cục. Gã đầu chọc nhếch môi nở nụ cười mỉa mai, danh con, tôi rất muốn biết 70 triệu còn lại của cậu còn kiên trì được trong bao lâu. Dường như gã ta đã nắm chắc phần thắng, vừa nói vừa định lấy đi toàn bộ chip. Bốp! Ngay sau đó, bàn tay gã ta cứng đờ trên bàn cược. Dương Thanh đã lật bài. Trời ạ, là quân Joker đỏ. Cậu ta thắng rồi kìa. Xác suất nhỏ như vậy mà vẫn xảy ra được sao? Mọi người dậy sóng, kích động hò hét. Sắc mặt của ba người chơi còn lại đều cực kỳ khó coi. Bản thân bọn họ đều là cao thủ chơi bài, người chia bài cũng cùng phe bọn họ. Hầu như không ai có cơ hội thắng cược trong tay bọn họ. Vậy mà Dương Thanh lại thắng. Mới chỉ một ván đã thắng của bọn họ cả trăm triệu. Tiếp chứ. Dương Thanh thu hết đống chip về, cười híp mắt hỏi. Bọn họ hốt hoảng liếc nhìn nhau. Trong số tiền 100 triệu họ vừa thua kia chỉ có một phần rất nhỏ là bọn họ bỏ túi ra, phần lớn đều là tiền của Club Hoàng Kim cung cấp. Bây giờ bọn họ thua 100 triệu, không biết phải ăn nói với Club Hoàng Kim thế nào. Đúng lúc này. Một chàng trai trẻ mặt đồng phục vội đi tới trước mặt gã đầu chọc, thì thầm với gã ta vài câu. Bấy giờ gã đầu chọc mới yên tâm tươi cười. Tiếp tục, gã ta cười nói. Rõ ràng là được Club Hoàng Kim đồng ý cho chơi tiếp. Người sáng suốt đều nhìn ra được đám người này cùng một phe, nhưng Dương Thanh lại giống như không hề hay biết, ngồi im tại chỗ. Người chia bài nhanh chóng chia ván mới, vẫn là bốn người bọn họ. Lần này. Dương Thanh vẫn không xem bài. 50 triệu. Dương Thanh tiện tay ném ra một chồng chip. Mọi người đã bị hành động của anh làm chết lặng. Đám người gã đầu chọc được Club Hoàng Kim cho phép, đương nhiên sẽ không còn do dự gì nữa. 100 triệu. 100 triệu. 100 triệu. Ba người lần lượt xem bài rồi đặt cược. 100 triệu, Dương Thanh lập tức đặt cược thêm 100 triệu. 200 triệu. Đám người gã đầu chọc chưa từng chơi lớn như thế, nhưng có Club Hoàng Kim chống lưng, đương nhiên bọn họ sẽ không lo lắng. Cả ba đều đặt cược 200 triệu. Hai vòng đặt cược đã có tổng giá trị lên tới 1 tỷ 50 triệu. Lần này, Dương Thanh vẫn không xem bài. 50 triệu. Dương Thanh tiện tay ném ra một chồng chip. Mọi người đã bị hành động của anh làm chết lặng. Đám người gã đầu chọc được Club Hoàng Kim cho phép. Đương nhiên sẽ không còn do dự gì nữa. 100 triệu. 100 triệu. 100 triệu. Ba người lần lượt xem bài rồi đặt cược. 100 triệu, Dương Thanh lập tức đặt cược thêm 100 triệu. 200 triệu. Đám người gã đầu chọc chưa từng chơi lớn như thế,
nhưng có Club Hoàng Kim chống lưng, đương nhiên bọn họ sẽ không lo lắng. Cả ba đều đặt cược 200 triệu. Hai vòng đặt cược đã có tổng giá trị lên tới 1 tỷ 50 triệu. Những người vây xem chưa bao giờ thấy ván cược nào lớn như vậy, ai cũng thấy căng thẳng tựa như bọn họ chính là người chơi. Còn Dương Thanh từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh, không hề có áp lực. Ngay từ đầu anh đã lấy 100 triệu tiền chip, vừa thắng thêm 100 triệu nữa. Ván này anh đã cược 150 triệu. Nếu còn muốn tiếp tục chơi, anh sẽ phải đặt cược 200 triệu. Cho tôi thêm 1 tỷ tiền chip. Dương Thanh nói với nhân viên bên cạnh. Mọi người đều sợ ngây người. Ba người chơi còn lại cũng ngơ ngác. Nếu Dương Thanh có thể tiện tay lấy ra 100 triệu, bọn vẫn còn tiếp nhận được. Nhưng nếu anh thực sự có thể lấy ra thêm 1 tỷ, rõ ràng anh không hề đơn giản. Cả Yến Đô này có mấy ai có thể tiện tay bỏ ra 1 tỷ tiền mặt. Tính theo cách chơi của Dương Thanh, nếu ba người kia muốn thắng 1 tỷ của anh thì ít nhất cũng phải đặt cược 6 tỷ. Xoẹt, quẹt thẻ thành công. Giây phút Dương Thanh quẹt thẻ 1 tỷ thành công, tất cả đều trợn tròn mắt. Sau khi Dương Thanh thanh toán thành công, nhân viên phục vụ nhanh chóng mang cho anh một đống chip. 200 triệu. Dương Thanh hào phóng ném ra một chồng chip lớn. Dường như đối với anh, 200 triệu chỉ là tiền ăn vặt, không hề sợ thua. 1 tỷ 250 triệu. Có người kinh ngạc thốt lên, tổng số tiền của ván cược này lên 1 tỷ 250 triệu rồi. Sắc mặt ba người chơi còn lại dần nghiêm trọng, không biết nên bỏ cược hay cược thêm. Nhưng nếu cược thêm sẽ phải cược 400 triệu. Thời gian của tôi có hạn. Nếu các người không chơi nổi thì bỏ cược nhanh lên, Dương Thanh thúc giục. 400 triệu. Gã đầu chọc lại xem bài của mình, cắn răng cược tiếp. Hai người còn lại liếc nhìn nhau rồi cũng lần lượt cược theo, 400 triệu. Tổng tiền cược là 2 tỷ 450 triệu rồi, có người giật mình hô lên. 400 triệu. Dương Thanh tiếp tục đặt cược. 800 triệu. Ba người kia cũng lập tức cược theo. Tổng tiền cược hiện giờ là 5 tỷ 250 triệu. Giờ phút này, mọi người đều bị từng lần đặt cược khổng lồ dọa sợ, mỗi lần đều có người tính tổng tiền cược. Dương Thanh vốn chỉ còn 50 triệu nhưng lại mua thêm 1 tỷ tiền chip, sau đó lại cược hết 600 triệu. Thế là hiện giờ anh chỉ còn 450 triệu. Dù anh muốn mở bài cũng phải đặt thêm 800 triệu. Dưới ánh mắt chờ mong của mọi người, anh lại lấy thẻ ngân hàng ra, cho tôi 10 tỷ tiền chip. Tất cả mọi người hoàn toàn ngây ngốc. Ván đầu tiên, Dương Thanh mua 100 triệu tiền chip, thắng cược. Ván thứ hai, anh mua 1 tỷ tiền chip. Vẫn là ván thứ hai, tiền cược ngày càng lớn, Dương Thanh cũng ngày càng điên cuồng, lần này còn định mua thêm 10 tỷ tiền chip. Mấy lần trước đều quẹt thẻ thành công nên ai cũng tin tưởng lần này Dương Thanh thực sự có thể lấy ra 10 tỷ. Ba người chơi còn lại lập tức đổ mồ hôi lạnh, lấy ra được 100 triệu chỉ chứng minh Dương Thanh không đơn giản, lấy ra được 1 tỷ chứng tỏ Dương Thanh sâu không lường được, nhưng nếu lấy ra được 100 thì anh không phải là người bọn họ có thể đắc tội. Này cậu đừng đổi chip vội, cậu xem thế này có được không? Gã đầu chọc quệt mồ hôi lạnh trên trán, cung kính nói, nếu tôi nhớ không lầm, chắc hẳn cậu vẫn còn 450 triệu. Cậu dùng số tiền này mở bài được không? Dương Thanh lạnh lùng nhìn gã ta, anh nghĩ tôi thiếu tiền sao? Thấy thái độ cung kính của gã đầu chọc và dáng vẻ bình tĩnh của Dương Thanh, mọi người mới biết Dương Thanh không phải kẻ tầm thường. Anh dám cược lớn với người của Club Hoàng Kim như thế ngay trong địa bàn của người ta, chứng tỏ nền tảng vô cùng khủng bố, hoàn toàn không sợ bị đối phương chơi xấu. Người có tài lực như vậy đâu thể chỉ là một kẻ tầm thường. Lấy 10 tỷ tiền chip ra đây, Dương Thanh lạnh giọng nói. Xin lỗi quý khách, một lần đổi chip ở chỗ chúng tôi nhiều nhất chỉ có thể đổi được 1 tỷ. Nhân viên phụ trách đổi chip run rẩy nói. Khí thế của Dương Thanh quá mạnh khiến anh ta không dám đối mặt. Club Hoàng Kim làm gì có hạn mức đổi chip tối đa. Chỉ vì trước giờ ở đây chưa từng có ai đổi 10 tỷ tiền chip chỉ trong một lần. Vậy thì cho tôi thêm 1 tỷ, Dương Thanh lạnh nhạt nói. Nhân viên phục vụ vội vàng quẹt thêm 1 tỷ rồi mang chip tới. 1 tỷ 450 triệu. Dương Thanh thẳng tay lấy hết chip của mình ra cược. Anh biết Club Hoàng Kim không dám chơi tiếp nữa, có lẽ ván này chính là ván cuối cùng.
mà tổng tiền đặt cược của ván bài này đã lên tới 6 tỷ 700 triệu. Ba người chơi còn lại cảm thấy ngạt thở. Dương Thanh vốn không hề xem bài, nếu bọn họ còn muốn cược tiếp thì ít nhất cũng phải cược thêm 2 tỷ 900 triệu. Nhưng nếu muốn mở bài luôn thì sẽ phải cược gấp đôi nữa, chính là 5 tỷ 800 triệu. Quan trọng là nếu bọn họ cược tiếp, với biểu hiện trước đó của Dương Thanh, nhất định anh sẽ đổi thêm chip cược tiếp. Đến lúc đó bọn họ muốn mở bài thì tiền cược sẽ còn lên cao hơn nữa. Mấy người ba mặt nhìn nhau, gã đầu chọc cắn răng nói, 5 tỷ 800 triệu, mở bài. Ván bài này do Club Hoàng Kim cho phép nên dù có thua Club Hoàng Kim cũng phải gánh chịu. 12 tỷ rưỡi. Có người báo ra tổng tiền đặt cược, mọi người nghe thấy số tiền khổng lồ này đều sợ phát khiếp. Nhưng đa số đều rất kích động, có lẽ cả đời sẽ không bao giờ được nhìn thấy ván bài khủng bố như vậy lần thứ hai. Quân A Bích, gã đầu chọc dứt khoát lật bài của mình lên. Hai người còn lại cũng lần lượt lật bài, một quân ca cơ và một quân ca rô. Mọi người nhìn thấy bài của bọn họ đều kinh hãi tột độ. Một người cầm bài to thì cũng thôi đi, nhưng cả ba đều được bài to thế này, Dương Thanh lật được bài Joker mới có cơ hội thắng. Mà ván trước đó Dương Thanh đã từng cầm quân Joker đỏ rồi. Xác suất được chia hai quân Joker trong hai ván bài liên tiếp còn thấp hơn chúng xổ số. Vậy nhưng không ai nghĩ Dương Thanh sẽ thua. Cả ba người chơi còn lại đều thấp thỏm lo âu nhìn chằm chằm Dương Thanh. Dương Thanh cong môi nở nụ cười châm chọc, các người thua rồi. Dứt lời, anh lật bài của mình lên. Quân Joker đỏ thật kìa. Sao có thể như vậy được? Khi nhìn thấy quân bài Joker đỏ trong tay Dương Thanh, tất cả đều chết lặng, ba người chơi kia trố mắt nhìn. Bốp! Gã đầu chọc đột nhiên vỗ bàn đứng dậy, tức giận nói, cậu gian lận. Dương Thanh vẫn bình tĩnh ngồi đó, cười híp mắt nói, bài của Club Hoàng Kim, bàn cược cũng của Club Hoàng Kim, người chia bài là nhân viên Club Hoàng Kim, thậm chí đến cả các người cũng ở phe Club Hoàng Kim. Từ đầu đến cuối chỉ có lúc mở bài tôi mới chạm vào bài. Anh nói xem, tôi gian lận kiểu gì? Không thể nào, không thể như vậy được. Tôi muốn kiểm tra bài. Gã đầu chọc gào lên. Dương Thanh hờ hững đáp, tùy anh. Trước mặt bao người, gã đầu chọc tự tay kiểm tra đến tận quân bài cuối cùng mà vẫn không phát hiện vấn đề gì. Tính cả bài Dương Thanh và bọn họ vừa lật lên, đây chính là một bộ bài hoàn chỉnh. Gã đầu chọc chỉ cảm thấy toàn thân sụi lơ ngồi phịch xuống ghế. Gã ta là cao thủ chơi bài bao nhiêu năm nay, từng thắng vô số ván bài nhưng chưa từng thua thê thảm như vậy. Kể cả tiền thua không phải của mình nhưng gã ta vẫn bị đả kích rất lớn. Tiếp tục đi. Bốp! Gã đầu chọc đột nhiên vỗ bàn đứng dậy, tức giận nói, cậu gian lận. Dương Thanh vẫn bình tĩnh ngồi đó, cười híp mắt nói, bài của Club Hoàng Kim, bàn cược cũng của Club Hoàng Kim. Người chia bài là nhân viên Club Hoàng Kim, thậm chí đến cả các người cũng ở phe Club Hoàng Kim. Từ đầu đến cuối chỉ có lúc mở bài tôi mới chạm vào bài. Anh nói xem, tôi gian lận kiểu gì? Không thể nào, không thể như vậy được. Tôi muốn kiểm tra bài. Gã đầu chọc gào lên. Dương Thanh hờ hững đáp, tùy anh. Trước mặt bao người, gã đầu chọc tự tay kiểm tra đến tận quân bài cuối cùng mà vẫn không phát hiện vấn đề gì. Tính cả bài Dương Thanh và bọn họ vừa lật lên, đây chính là một bộ bài hoàn chỉnh. Gã đầu chọc chỉ cảm thấy toàn thân sụi lơ ngồi phịch xuống ghế. Gã ta là cao thủ chơi bài bao nhiêu năm nay, từng thắng vô số ván bài nhưng chưa từng thua thê thảm như vậy. Kể cả tiền thua không phải của mình nhưng gã ta vẫn bị đả kích rất lớn. Tiếp tục đi. Dương Thanh bình thản vơ toàn bộ chip về phía mình, cười nói với người chia bài vẫn đang đờ ra. Danh còn dám gian lận trên địa bàn của Club Hoàng Kim, đúng là gan to bằng trời. Đúng lúc này, một giọng nói tràn đầy châm chọc bỗng nhiên vang lên. Đám người đồng loạt nhìn ra, thấy một người trẻ tuổi đang chậm rãi cất bước đi tới trong sự bảo vệ của mấy vệ sĩ áo đen. Chào mọi người, tôi là Tào Huy, người phụ trách Club Hoàng Kim. Có người dám gian lận ở đây nên chúng tôi cần phải xử lý, mời mọi người rời khỏi đây ngay lập tức. Tào Huy nhìn quanh một lượt, cười nói, toàn bộ hội viên có mặt ở đây đều được miễn một tháng phí hội viên. Nếu mọi người vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì đúng là quá ngu ngốc. Tất cả nháo nhào chạy ra ngoài. Thoáng chốc,
tòa casino 3 tầng rộng lớn chỉ còn lại Dương Thanh và người của Club Hoàng Kim. Dương Thanh, tôi không thể không thừa nhận, cậu rất dũng cảm, dám một mình chạy tới Club Hoàng Kim. Cậu nên biết ở đây đã bày ra thiên la địa võng đợi cậu chui đầu vào giỏ. Tào Huy đứng trước bàn cược nhìn Dương Thanh vẫn ngồi yên tại chỗ, cười híp mắt nói. Dương Thanh vẫn rất bình tĩnh, chỉ ngẩng đầu nhìn Tào Huy một cái rồi bắt tay thu dọn chip trên bàn. Số chip này chỉ giá 12,5 tỷ. Anh tạm thời khiến nhà họ Tào tổn thất chút tiền này để cảnh cáo. Nếu bọn họ dám đối phó anh chỉ có thể đấu lại. Đổi số chip này thành tiền cho tôi. Dương Thanh dọn xong mới ngẩng đầu yêu cầu một nhân viên phục vụ, chính là người đổi chip cho anh trước đó. Nghe vậy, đám người của Club Hoàng Kim đều cười nhạo anh. Dương Thanh, cậu nghĩ có thể mang số tiền này rời khỏi đây sao? Tào Huy châm chọc hỏi. Đây là tiền tôi thắng được, tại sao không thể mang đi? Dương Thanh hỏi ngược lại. Tào Huy lắc đầu bất lực như đang nhìn một kẻ ngu, được thôi. Cậu muốn mang tiền đi cũng được, nhưng trước khi cầm số tiền này, chúng ta nên nói về việc bồi thường vì tối qua cậu đánh tôi đã nhỉ. Anh không nói, tôi cũng suýt quên mất việc này. Dương Thanh như nhớ ra gì đó, nghiêm giọng nói, ở đây có 12,5 tỷ tiền chip. Tối qua anh định ra tay với tôi khiến tôi bị tổn thương tinh thần, cứ đưa cho tôi 13 tỷ là được. Tính ra tôi chỉ đòi anh 500 triệu tiền bồi thường tổn thất tinh thần cũng đâu có quá đáng. Dương Thanh cười híp mắt. Đến tận lúc này Tào Huy mới nhận ra Dương Thanh đang giỡn mặt mình, lập tức thẹn quá hóa giận, Dương Thanh, cậu sắp chết đến nơi mà còn dám lớn lối như vậy. Dương Thanh chậm rãi đứng lên, ánh mắt trêu tức nhìn chằm chằm Tào Huy, tốt nhất anh hãy nghĩ cho kỹ nên làm thế nào. Tôi chỉ đòi 500 triệu phí tổn thất tinh thần, nếu anh muốn cho tôi thêm chút tiền tiêu vặt tôi cũng không ngại đâu. Vừa rồi Tào Huy còn tỏ ra cực kỳ hống hách, giờ đây lại thấy hơi lo lắng. Anh ta không tiếp xúc nhiều với Dương Thanh, hôm nay mới là lần thứ ba gặp mặt. Lần đầu tiên ở mảnh đất ngoại ô phía nam, Dương Thanh đã đánh người của anh ta ngay trước mặt anh ta. Lần thứ hai là ở sàn boxing ngầm của Club Hoàng Kim vào tối qua, Dương Thanh đánh anh ta ngất xỉu trước mặt bao người. Đây là lần thứ ba, lần nào Dương Thanh cũng gây cho anh ta thiệt hại rất lớn. Dù lần này có cao thủ hàng đầu trong gia tộc bảo vệ nhưng anh ta vẫn không khỏi lo sợ. Từ sau lần đầu tiên gặp Dương Thanh, anh ta đã bắt đầu điều tra về anh, nhưng lâu như vậy vẫn chưa tìm được tin tức nói Dương Thanh có thân phận đặc biệt gì. Nhất là trong 5 năm Dương Thanh biến mất đã đi những đâu, dùng quan hệ của nhà họ Tào cũng không tra ra được. Bây giờ, Dương Thanh có thể tùy ý bỏ ra 2,1 tỷ để chơi bài, chưa kể anh đòi đổi 10 tỷ tiền chip nhưng không thành. Một người trẻ tuổi có thể dễ dàng lấy ra 10 tỷ tiền mặt sao có thể là kẻ tầm thường. Dù anh ta là dòng chính nhà họ Tào nhưng cùng lắm cũng chỉ có thể huy động được 10 tỷ tiền mặt của gia tộc. Dương Thanh, rốt cuộc cậu là ai? Cuối cùng Tào Huy vẫn hỏi ra nghi ngờ của mình. Tôi. Dương Thanh cười đáp, với thân phận cậu chủ nhà họ Tào của anh, chắc hẳn rất dễ dàng tra ra thân phận của tôi nhỉ. Tôi chỉ là một đứa con rơi của gia tộc Vũ Văn. Đương nhiên cũng có thể coi tôi là một thằng ở rể của gia tộc nhỏ đến từ tỉnh lẻ. Cậu lừa quỷ à? Tào Huy cắn răng nói, một người trẻ tuổi có thể tiện tay bỏ ra chục tỷ, điều mà chủ của 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô cũng không thể làm được trong thời gian ngắn. Cậu có thể bỏ ra nhiều tiền mặt như vậy chỉ trong một lần, nhất định phải có thân phận khác. Tào Huy kiên định nói, không hổ là đời sau của vương tộc, quả nhiên không đơn giản. Dương Thanh cười lạnh một tiếng, anh không tin tôi cũng không còn cách nào. Nếu anh nhất định phải cho rằng tôi là cậu chủ nhà giàu nào đó thì cứ cho là vậy đi. Đúng lúc này, chuông điện thoại của Dương Thanh chợt reo lên. Dương Thanh nghe máy, một giọng nói quen thuộc truyền tới, chủ tịch, giáo sư Đỗ không sao rồi. Bác sĩ nói bị thương không nặng, hôn mê là vì bị thương ngoài da dẫn đến kích thích bệnh tim phát tác nên mới phải cấp cứu. Được, tôi biết rồi. Dương Thanh thở phào một hơi. Một mình anh xông vào Club Hoàng Kim vốn là để trả thù cho giáo sư Đỗ. Anh vốn tưởng bà ấy bị thương quá nặng nên mới phải cấp cứu. Thì ra chỉ là bị thương ngoài da, bệnh tim tái phát nên mới phải cấp cứu. Vậy thì mối thù giữa anh và Tào Huy cũng không đến mức phải đuổi cùng giết tận. Các người còn muốn đánh nữa không? Tôi bận lắm, không đánh thì đi trước đây.
Dương Thanh lạnh nhạt nói. Dương Thanh, giữa chúng ta chưa đến mức không đội trời chung, cùng lắm chỉ là vì tối qua cậu đánh tôi ngất xỉu trước mặt mọi người. Tào Huy cắn răng nói, chỉ cần cậu xin lỗi tôi, đồng thời giao mảnh đất ở ngoại ô phía nam kia ra, chúng ta coi như xong chuyện. Cậu thấy sao? Dương Thanh kỳ quái nhìn Tào Huy, mảnh đất kia quan trọng với anh vậy sao? Tào Huy gật đầu nói thật, dù là vị trí hay diện tích của mảnh đất kia đều thích hợp với yêu cầu của nhà họ Tào nhất trong cả Yến Đô. Chúng tôi nhất định phải có được nó. Đương nhiên, tôi sẽ không để cậu chịu thiệt. Cậu bỏ ra 7 tỷ mua về, tôi cho cậu 10 tỷ để nhượng lại cho tôi. Cậu nên biết nhà họ Tào là một trong 4 vương tộc. Đắc tội vương tộc không phải chuyện tốt đẹp gì đâu. Ngược lại, nếu cậu đồng ý nhượng lại mảnh đất kia cho nhà họ Tào, cậu sẽ trở thành bạn của một vương tộc, có thể tung hoành ở Chiêu Châu. Lúc này Dương Thanh mới hiểu nhà họ Tào thực sự nhìn chúng mảnh đất kia. Nếu không Tào Huy cũng sẽ không bỏ ra tận 3 tỷ để mua nó. Nếu không vì muốn xây thành Cửu Châu, có lẽ Dương Thanh sẽ cân nhắc chuyển nhượng lại miếng đất này kiếm thêm 3 tỷ. Đối với tôi, miếng đất này cũng có tác dụng rất lớn, không bán đâu, thái độ của Dương Thanh rất kiên quyết. Cậu! Tào Huy vô cùng tức giận, nhưng nghĩ tới mảnh đất vẫn đang nằm trong tay Dương Thanh nên chỉ có thể nhẫn nhịn. Dương Thanh kỳ quái nhìn Tào Huy, mảnh đất kia quan trọng với anh vậy sao? Tào Huy gật đầu nói thật, dù là vị trí hay diện tích của mảnh đất kia đều thích hợp với yêu cầu của nhà họ Tào nhất trong cả Yến Đô. Chúng tôi nhất định phải có được nó. Đương nhiên, tôi sẽ không để cậu chịu thiệt. Cậu bỏ ra 7 tỷ mua về, tôi cho cậu 10 tỷ để nhượng lại cho tôi. Cậu nên biết nhà họ Tào là một trong 4 vương tộc. Đắc tội vương tộc không phải chuyện tốt đẹp gì đâu. Ngược lại, nếu cậu đồng ý nhường lại mảnh đất kia cho nhà họ Tào, cậu sẽ trở thành bạn của một vương tộc, có thể tung hoành ở Chiêu Châu. Lúc này Dương Thanh mới hiểu nhà họ Tào thực sự nhìn chúng mảnh đất kia. Nếu không Tào Huy cũng sẽ không bỏ ra tận 3 tỷ để mua nó. Nếu không vì muốn xây thành Cửu Châu, có lẽ Dương Thanh sẽ cân nhắc chuyển nhượng lại miếng đất này kiếm thêm 3 tỷ. Đối với tôi, miếng đất này cũng có tác dụng rất lớn. Không bán đâu, thái độ của Dương Thanh rất kiên quyết. Cậu! Tào Huy vô cùng tức giận, nhưng nghĩ tới mảnh đất vẫn đang nằm trong tay Dương Thanh nên chỉ có thể nhẫn nhịn. 11 tỷ, bán cho tôi đi, Tào Huy nghiến răng nghiến lợi. Gia tộc chỉ cho anh ta 10 tỷ, 1 tỷ còn lại là anh ta tự bỏ tiền túi ra. Nếu có thể lấy được mảnh đất này, anh ta sẽ có rất nhiều cơ hội đòi lại gấp bội. Không bán! Dương Thanh vẫn lắc đầu, cho tôi 100 tỷ tôi cũng không bán. Một khi thành Cửu Châu hoàn thành, chuyên gia của tập đoàn Nhạn Thanh đã định giá tương lai ít nhất cũng phải lên tới 100 tỷ. Đây là còn chưa kể đến lợi nhuận sau khi thành Cửu Châu đi vào hoạt động. Làm sao Dương Thanh có thể nhượng lại mảnh đất quý giá như vậy được? Dương Thanh, cậu đừng có quá đáng. Tào Huy không thể khống chế cơn giận của mình nữa, trầm giọng nói, tôi cho cậu cơ hội cuối cùng. Nếu còn từ chối hãy tự gánh lấy hậu quả. Anh ta vừa dứt lời, mấy gã vệ sĩ áo đen sau lưng anh lập đồng loạt xông tới bao vây Dương Thanh. Dương Thanh hờ hững nhìn cao thủ nhà họ Tào vây quanh bốn phía rồi nhìn sang Tào Huy, châm chọc hỏi, anh nghĩ bọn họ có thể cản đường tôi chắc. Tào Huy bị Dương Thanh nhìn tới nỗi không khỏi sợ run người. Tối qua bên cạnh anh ta có hai cao thủ hàng đầu của gia tộc bảo vệ. Kết quả vẫn bị Dương Thanh một tay nhấc lên trước mặt mọi người. Hôm nay anh ta cố ý dẫn thêm nhiều cao thủ hơn để đối phó Dương Thanh. Nhưng thấy Dương Thanh chẳng mảy may e sợ, anh ta bỗng thấy hốt hoảng. Tôi khuyên anh vẫn nên ngoan ngoãn đổi lại chip cho tôi, cộng thêm 500 triệu phí tổn thất tinh thần tối qua, tôi sẽ lập tức rời khỏi đây. Dương Thanh bị bao vây vẫn bình thản khoanh tay trước ngực, cười híp mắt nói, nếu không phí tổn thất tinh thần sẽ phải gấp mấy chục lần đấy. Tào Huy bỗng có cảm giác đâm lao phải theo lao. Trong Club Hoàng Kim vẫn có rất nhiều nhân viên đang đứng xem. Nếu anh ta dễ dàng thả Dương Thanh đi như vậy, sau này còn mặt mũi nào ở đây nữa? Đánh đi! Rốt cuộc Tào Huy cũng ra lệnh. Nhưng giây phút anh ta lên tiếng, Dương Thanh đã xông tới. Quỳnh! Tiếng động thật lớn vang lên. Gã cao thủ đang che chắn trước người anh ta bị đánh bay ra ngoài như quả bóng ra. Anh ta chưa kịp phản ứng lại, Dương Thanh đã phá vòng vây đứng ngay trước mặt. Có vẻ người của anh Huy không được việc cho lắm.
Dương Thanh cười híp mắt nói. Lúc này, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, cả những người đã được chứng kiến sự lợi hại của Dương Thanh dưới sàn đấu boxing tối qua cũng có cảm giác không chân thực. Bọn họ là cao thủ hàng đầu của nhà họ Tào, vậy mà cả bốn người đều không chạm được vào mép áo của Dương Thanh đã bị anh phá vòng vây. Cậu, sao lại như vậy được? Tào Huy hoảng sợ nói năng lộn xộn, toàn thân run rẩy. Anh Huy đừng sợ, tôi không đánh anh đâu. Thấy Tào Huy run lẩy bẩy, Dương Thanh khẽ cười nói, phí tổn thất tinh thần tối qua là 500 triệu. Hôm nay tôi đã cảnh cáo nhưng anh không chịu nghe. Thế này đi, 12,5 tỷ tiền chip, 500 triệu phí tổn thất tinh thần hôm qua cộng thêm hôm nay, tổng cộng là 15 tỷ. Dứt lời, Dương Thanh ném thẻ ngân hàng ra, trong vòng 5 phút lập tức chuyển khoản vào đây, nếu không tôi thu lãi cao lắm đấy. Tào Huy sắp khóc đến nơi. Rõ ràng Dương Thanh đang cướp tiền, làm gì có phí tổn thất tinh thần nào. Có ai thấy phí tổn thất tinh thần lên tới 2 tỷ chưa? Trước giờ anh ta luôn được người khác a dua nịnh hót. Nếu có người biết thân phận của anh ta, thậm chí không cần bỏ tiền đã được người ta tự giác tặng đất cho. Dương Thanh là người đầu tiên anh ta ra giá cao chót vót mà vẫn không chịu bán. Bây giờ còn muốn ăn vạ anh ta một số tiền lớn như vậy. Club Hoàng Kim thu lợi nhuận rất cao, nhưng phần lớn đều bị các phe phái trong gia tộc chia chác. Anh ta chỉ là người quản lý, quyền hạn huy động vốn không quá 10 tỷ. Bây giờ Dương Thanh lại đòi anh ta 15 tỷ. Còn ngây ra đó làm gì? Mau chuyển khoản cho cậu ấy đi. Tào Huy bỗng giận dữ gào lên với nhân viên tài vụ sau lưng. Cho dù không cam lòng, anh ta cũng không có gan cự tuyệt Dương Thanh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 36.